Alo, xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình Có nhiều bạn yêu cầu là hướng dẫn về luật chơi của bộ môn 8 bóng, 9 bóng, 10 bóng hoặc là 14 một Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luật chơi của bộ môn 8 bóng như thế nào nhé Bây giờ các bạn hãy theo dõi video của mình nhé Việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải biết cách xếp bóng của cái bộ môn này chúng ta sẽ xếp tất cả 15 quả bóng vào trong cái khuôn xếp bóng này. Sau đó thì quả 8 phải được đặt vào giữa hình tam giác. Và việc tiếp theo là ở hai góc dưới của hình tam giác thì mỗi một góc thì sẽ có một bi khoang và một bi màu. Bi khoang bên trái hay bi khoang bên phải đều được hết. Còn các viên bi ở bên trong thì chúng ta có thể xếp nào để cho nó xen kẽ nhau thì cũng được. Còn đâu thì không cần thiết. Hai bên, mỗi một bên khoang và màu. Rồi bi 8 ở giữa. Các bạn lưu ý là các quả bóng phải được xếp khít và chạm hết vào nhau nhé rồi chúng ta sẽ ẩn cái khung lên và nhấc nhẹ từ từ ra Nếu mà chúng ta không xếp các quả bóng khít vào nhau Thì củ phá của chúng ta nó sẽ không làm tơi được các quả bóng ra nhé Đây các bạn xem khi xếp xong thì các quả bóng nó phải được xếp khít và chạm vào nhau như thế này Sau khi chúng ta đã xếp được bóng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục là phá bóng thì cái quả bóng của chúng ta sẽ được đặt hoàn toàn tự do trong cái khu vực mà mình để gậy như này nhé. ở từ cái nút thứ hai trở lại thì chúng ta được đặt hoàn toàn tự do và khi phá bóng thì chúng ta đánh vào phần nào của cái hình tam giác này cũng được. miễn là có bốn quả bóng phải chạm băng. ví dụ chúng ta sẽ đánh vào con ba này thì cũng được và chúng ta cũng có thể đánh vào con số 10 ở đỉnh tam giác này cũng được. đánh như nào tùy chúng ta nhé. miễn là có bốn quả bóng chạm vào băng là được ok chúng ta sẽ đi đến cái trường hợp đầu tiên là cú phá ra thì không ăn được quả nào và bóng nó sẽ như này luật của bộ môn này là khi chúng ta đánh bất kỳ quả bóng nào vào lỗ thì chúng ta đều phải nói cho đối thủ biết trước là tôi đánh quả bóng này vào lỗ này và khi mà chúng ta muốn đánh chạy đạn thì chúng ta cũng phải nói cho đối thủ biết nếu không báo trước thì cú đánh của chúng ta sẽ không được tính Ví dụ như cái quả bóng này Mình sẽ báo là tôi sẽ ăn 5 Thì mình sẽ đánh 7 vào 5 và ăn được 5 Khi mình báo như thế thì mình sẽ được công nhận cái cú đánh này Nếu mà không báo thì sẽ không được công nhận cái cú này nhé Và khi chúng ta đã ăn được 5 rồi Thì cái bi chúng ta phải đánh là bi màu Tức nghĩa là bi từ số 1 đến số 7 Và đối thủ sẽ phải đánh các cái số bi còn lại là số 9 đến số 15 Và con 8 thì chúng ta sẽ đánh cuối cùng Chúng ta sẽ đến với trường hợp tiếp theo là khi phá bóng và chúng ta đã ăn được một con như này ở cơ phá thì chúng ta không phải báo là ăn lỗ nào và ăn con gì nhé khi mà chúng ta ăn được một con thì chúng ta chỉ có quyền là được đánh tiếp và chúng ta vẫn có quyền lựa chọn là chúng ta sẽ đánh khoang hay là đánh màu. Ở cái thế bi vừa rồi thì mình đã đánh trượt con ba Như vậy thì đối thủ vẫn có quyền là lựa chọn đánh khoang hay đánh màu. Chẳng hạn ở trường hợp này thì đối thủ nó sẽ chọn là đánh bi màu. Và khi mà nó đưa được bi màu vào lỗ rồi thì lúc đấy là chúng ta là phải đánh bi khoang còn đối thủ sẽ đánh bi màu. Chúng ta sẽ đến với cái trường hợp tiếp theo. Bi của chúng ta là bi số 13 này. Và chúng ta báo cho đối thủ biết là chúng ta sẽ ăn lỗ cuối này Thì chúng ta đánh như nào để bi số 13 này vào được cái lỗ cuối đấy Thì là cú củ đánh của chúng ta hợp lệ Kể cả bi đối thủ nó cũng chạy cùng vào cái lỗ đấy thì cũng không sao hết Coi như là chúng ta đã ăn luôn hộ cho đối thủ một viên bi Ở trường hợp tiếp theo báo một lỗ và ăn một lỗ Ví dụ như con số 10 này mình báo là mình cân một băng Nhưng mà mình lại ăn cái lỗ đối diện Thì suy ra là cái cú này không hợp lệ Cú này không lỗi nhưng mà mình sẽ bị mất lượt Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số lỗi cơ bản ví dụ như lỗi đầu tiên là khi mà chúng ta bị chết cái như này thì đối phương có quyền là cầm bóng và đặt ở bất kỳ vị trí nào mà đối phương muốn ở trường hợp tiếp theo khi mà chưa đánh hết các bi của mình mà đã ăn luôn bi số 8 như này thì chúng ta sẽ bị xử thua ở trận đấu này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái trường hợp này rất là thú vị. Mình còn bi số 13 và bi số 11, đối thủ còn bi 1 và bi 8. Để đánh được bi số 13 vào lỗ và điều ra bi số 11 thì rất là khó. Nhiều người thì cố gắng điều ra bi số 11 và cái cách điều ra bi số 11 thì rất là khó ở cái trường hợp này. Nếu mà điều xong mà không đánh được bi số 11 vào lỗ thì cái ván này chúng ta thua thua là 100% bởi vì là hai bi của đối thủ đã nằm ở giữa cửa lỗ rồi nên là thua rất là đơn giản. Ở trường hợp này thì mình dùng đến một tuyệt chiêu ít người nghĩ đến là chạy đạn. Mình sẽ báo cho đối thủ là mình sẽ chạy đạn con này nhưng mà mình sẽ cố tình đánh con 13 vào lỗ. Đây các bạn xem nhé. Báo chạy đạn và đánh 13 vào lỗ và dấu cái ở sau vị trí bi số 8 như này và lượt tiếp theo là đến lượt đối thủ và đối thủ sẽ phải là đánh chạm được vào bi số 1 kia. Nếu mà không chạm được vào bi số 1 thì suy ra là bị lỗi. Như thế thì mình sẽ được phép cầm bóng cái và đặt bất kỳ ở vị trí nào để đánh bi số 11 vào lỗ. Ví dụ như này. Đấy, đối thủ đã đánh không chạm được vào bi số 1 thì mình sẽ được cầm bóng cái và đánh bi số 11 vào lỗ thôi. Quá đơn giản đúng không? Bi số 8 cũng đã ở giữa cửa lỗ rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần đưa bi số 8 vào lỗ là thắng rồi. Còn nếu mà chúng ta mà cứ cố điều 11 thì có khi là chúng ta đã thua rồi đấy thì các bạn vận dụng cái lý thuyết này nào cho nó phù hợp nhé rồi điều con này đấy ui rồi ôi điều này thì chết lỡ làng cái là khó khăn hẳn bây giờ lại phải trù cái con này lại không cẩn thận lại chết cái cũng nên rồi mày thế trù không chết cái rồi con tám thì đánh đơn giản rồi ok vào luôn vâng anh ta còn ba bi đánh bi số 1 vào lỗ giữa vì số 2 này sẽ điều như nào? Một băng hay là như nào đây? Chúng ta hãy chờ xem. Ôi chà, anh ta kéo luôn kìa. Kéo này rất là nguy hiểm nhá. Lần sau đánh một băng rồi. Lỡ làng cái sau con 8 thì chết. Rồi video này của mình đến đây là hết nha. Và mình hy vọng là sau khi xem xong cái video này thì các bạn đã biết là luật chơi bóng 8 như nào nhá và các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình thật nhanh để đón nhận được những video hay mới nhất nhá bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo xin chào